Hằng, Hằng à, Hằng Nga ngồi đây làm cái gì? Anh tìm Hằng Nga từ nãy đến giờ. Anh Hằng à, em ngồi đây giăng gió chứ làm gì nữa. Trời mát như thế này, anh này tìm em làm gì? Hằng Nga, vào kênh Hello Tháng Tê Tê của anh mà xem đi. Ôi, kênh đấy hôm nào anh chẳng xem. Thế có cái chuyện gì đấy? Đấy này, Hằng Nga nhìn vào người đăng ký mà xem. Ui, đã được 1 triệu sắp rồi á. Chả thế thì sao? Ui, thế này là sắp có nút vàng rồi đấy. Sắp cái gì mà sắp, có luôn cả nút vàng rồi này. Wow. Nút vàng cực kỳ to luôn, to bằng cả người của Hằng Nga luôn kìa. Xịn thế nhờ. Lần đầu tiên em được đập hộp nút vàng đấy. Người ta vừa mới ship lúc nãy luôn, anh còn chưa có bóc nha. Bây giờ anh mang ra cho Hằng Nga bóc. Vẫn cả còn mang dính nha, anh chưa có bóc bây giờ. Hằng Nga bóc đi. Hằng Nga bóc bên đấy. Anh sẽ bóc bên này cho nó nhanh. Chữ YouTube này. Nhưng mà nút vàng là bình thường thôi, phải nút kim cương thì gọi là đẳng cấp. Thế thì còn lâu, bao giờ anh em mình mới làm được nút kim cương? Hết băng dính rồi. Giờ mở hộp nha. Wow. Ủa đây cái gì? Có một lớp bóng đen. Ui. Có cả cặp visit luôn này. Đúng rồi, còn một tờ giấy của YouTube nữa. Nhưng mà toàn là tên tiếng Anh thôi. Cái này từ ở bên nước ngoài về đấy, anh thấy nhở? Tí nữa Hằng Nga về, Hằng Nga thì dịch xem là cái giọng này người ta viết cái gì. Đây mới là điều quan trọng đây này. Ui, uê, anh đang viết tên em à? Hằng Nga thì anh tốt không? Nút vàng là kênh Hello Thắng TT. Nhưng mà anh lại viết tên của Hằng Nga vào để cho Hằng Nga oai đấy. Ê, cảm ơn anh Thắng nha. Ui, xịn xò quá đi. Hằng Nga mà chụp cái này đăng lên Facebook à? Cứ mà đây ai này. Cũng phải nhìn cho mà xem. Anh Thắng ơi, nút kim cương đây này. Nút kim cương mình đây mới này. Có nút bạc mới nút vàng, bao giờ mới có nút kim cương này nhỉ? Nút vàng này là nút vàng thứ hai rồi đấy, anh Thắng cũng có một cái rồi. Ui, xịn xò chưa? Ui, nặng lắm, cầm cực kỳ là chắc tay. Ui, chỗ này có thể soi gương được anh Thắng à? Chả thế, như kiểu là gương luôn ấy, soi thấy từng cái mụn của Hằng Nga luôn. Hằng Nga mang đây. Anh chỉ cho Hằng Nga bóc hộp thôi chứ không cho Hằng Nga lúc đâu. Chả cho thì sao, bây giờ nó có tên của em rồi, là của em chứ, làm sao mà anh Thắng đòi được. Thế là tên thôi. Thì tên mới là của em. Mà thôi, có nút vàng như này thì tụi mình phải ăn mừng chứ. Ừ, hay đấy, tiện vừa nãy em ngồi rảnh, em săn được rất là nhiều đồ ăn hot trend trên TikTok. Anh Thắng tha hồ mà ăn luôn. Khiếp, Hằng Nga ngủ loay hoay lâu như thế, cứ tưởng là săn được nhiều đồ ăn ở trên TikTok cơ. Hóa ra có mỗi một cái hộp bé ti tẹo tẹo tẹo. Người ta đóng gói như này thôi, nhưng mà bên trong có rất là nhiều đồ đấy. Đây này. Wow. Em mới săn xèo được. Cái đồ ăn khổng lồ này, đợt trước là anh vừa mới mua cho Hằng Nga đây, bây giờ Hằng Nga ăn không chán mà lại còn mua tiếp. Tại vì cái này hơi bị hot đấy, em cứ mua về cho mấy bọn trẻ con ăn. Nhưng mà cái này lần trước ăn rồi, bỏ sang một bên. Đây này, hôm nay em sẽ làm bò pía cho anh Thắng ăn. Bò mía anh tưởng là chỉ có ở hộ mới có đâu. Bò pía chứ không phải là bò mía. Nói chưa? Bò pía. Pía. Bò pía. Nhưng mà Hằng Nga nhìn này, mấy cây mà đường dần dần qua nó chảy hết tan hết ra còn đâu nữa. Nhờ, chết rồi. Cây này cũng tan hết ra rồi đây này. Hình như là nóng quá, em không để vào trong tủ lạnh, thế là nó bị chảy hết rồi. Nhiều như thế này mà bị tan hết sạch ra rồi, thế này thì ăn làm sao được. Nó chảy ra chứ có phải hỏng đâu, vẫn ăn được. Nhưng mà ăn được nó có giòn đâu, ăn cây đấy là phải dần dần chứ bây giờ nó vẫn giòn này Hằng Nga. Có cả vừng nữa nha. Uê, giống y ở ngoài hội luôn. Bây giờ em sẽ làm cho anh Thắng ăn. Ở ngoài hội ấy, bò bía còn có cả kem nữa. Hằng Nga phải đi mua kem đi. Có cả vừng ngon như thế này mà đường nó lại bị hỏng mất. Thôi, nhưng mà em vẫn còn nhiều món khác nữa. Bỏ cái này sang một bên. Đây, đố anh Thắng biết món này là món gì nhá. Món này á, có phải là đồ ăn không? Sao mình nhìn xấu thế này? Nhìn kiểu nó bìa cắt tông ấy. Đồ ăn đấy, đây chẳng qua nó bị móp méo thôi. Đây là miến nha, miến trùng khánh, siêu cay. Đây á, đồ ăn này thì phải nấu. Khiếp, Hằng Nga mua toàn cái đồ ăn thì kia thì bao giờ mới được ăn. Wow, có rất là nhiều gia vị luôn. Có một túi miến này. Ui, một túi nước gì ấy? Nước kiểu như là nước cay cay đấy. Giống như nước mắm. Đây, gói này là gói sa tế. Đây là lạc anh Thắng ơi. Còn có cả lạc nữa. Sao có cả lạc nhỉ, hay thế nhỉ. Một hộp miến thôi mà có tận gần chục gói gia vị luôn. Anh Thắng bóc này cho ít thôi, không cay lá. Đây là sa tế hoặc là tương ớt. Đây là nước gì ấy, em thử ngửi xem nào. Ui, giống nước mắm lắm.
chuẩn là nước mắm luôn. Mua đồ ăn liền không mua, cứ mua cái đồ phải nấu. Chờ một tí thì đã làm sao. Trong khi chờ em sẽ có món ăn liền cho anh Thắng đây. Đây nhá. Món gì đây? Đây nữa. Đó chính là bánh tráng phơi xương. Lấy đập như thế. Bánh tráng gì mà nhìn như kiểu là cục gạch ấy, đập nó còn chẳng ăn được thì làm sao rồi? Ừ đấy, em lúc nhận hàng về em thấy bất ngờ bởi vì bánh tráng cứng như đá ấy. Cứng như này thì làm sao mà nhai được? Không phải đâu, hình như là mình phải tách từng miếng nhỏ ra xong rồi mới nhai được anh Thắng ạ. Chứ ăn cả bịch như này không ăn được đâu. Đồ ăn gì mà tách tách nhìn như kiểu là băng dính ấy. Ủa. Wow. Nhưng mà như này chưa ăn được đâu. Các bạn phải bò như này này. Khiếp, ăn đồ ăn gì mà phức tạp thế. Như này nó mới mềm. Giống như mình giặt quần áo ấy. Đó. Sau đó là để xuống đây nha. Em sẽ chỉ cho anh Thắng. À đây, mượn tạm cái này đi để. Đây là da heo cháy giòn. Có cả một lớp siêu nữa. Trong này là hành, mì, cả tôm. Thơm nhỉ, đây cho. Nhiều quá. Khiếp, bánh tráng gì mà khổng lồ à. Mấy cái miếng cho nhiều bánh tráng lại mới ngon. Ồ, mà còn thiếu cái gì nữa hả Nga? À, gói quan trọng nhất thì lại quên. Đó là gói sốt bơ. Phải cho cái này vào thì nó mới ngon nha. Đang nhiên người ta phải cho cái hộp nhìn nó sang trọng nhỉ. Để cái túi này nhìn như kiểu ấy, gì ấy. Ui, khiếp. Cho nhiều bơ nó mới thơm anh Thắng ạ. Sau đó là cuốn như là kiểu cuốn bánh gan em ấy. Yeah. Wow. Sau đó là vặn hai đầu lại. Yeah. Khiếp. Thế này á, anh nghĩ ăn xong cũng mở rơi mất mấy cái răng ấy. Yeah. Đừng, để anh xem. What? Dài em không nhai được. Thôi, anh giá Nga này, hàng Nga mua đồ ăn này cũng mà cho răng khủng long nhai được. Ừ đúng rồi, sao cái này lại cứng thế nhở? Thôi, em sẽ cho anh Thắng ăn món hot tiếp theo, đó chính là kẹo bóc vỏ. Bóc cái vỏ đấy ra nhưng mà vẫn ăn được nha. Kẹo nghe còn hợp lý, còn ăn được đấy. Úi xời. Wow. Biết rồi. Kẹo hình quả xoài. Ừ, kẹo hình quả xoài nhé. Bóc ra, vỏ ăn được, mà nhân cũng ăn được nhá. Oh my god. Ui, núng nính luôn. Bóc à, mà không biết bóc kiểu gì đấy nhở. Bóc ở dưới mông. Hình như là hàng Nga lại bị lừa hay sao ấy. Đây đây, em bóc được đây này anh Thắng này. Ui, thấy chưa. Đây này, đây là bên trong nhân của quả xoài này. Còn đây là vỏ. Ăn giống thịt xoài nhở. Đây là kẹo xoài. Anh biết rồi nha, cái nhân là hột màu vàng, còn đâu vỏ là màu xanh. Nhưng mà cái kẹo của Nga ăn ngon ngon đấy, nhưng mà bẩn hết cả tay. Ăn mỗi một cái thôi mà dí hết cái tay này. Ăn xong rồi phải đi rửa tay nữa. Mấy bạn có công nhận là cái đồ ăn của Nga từ nãy giờ ăn cực kỳ là chán không? Cái thì không ăn được mà cái ăn cực kỳ là dai, cái này cực kỳ là bẩn tay. Rồi đây, Thắng cũng vừa tranh thủ order cực kỳ là nhiều đồ ăn hot ở trên TikTok. Ok. Hàng Nga nhìn ơi. Wow. Ơi, thấy chưa? Ui, anh Thắng có nhiều đồ ăn thế. Hàng Nga có đồ ăn khổng lồ đúng không á? Đợi, anh mua cho Hàng Nga một chai bỏng ngộ khổng lồ. Ui, có cả bim bim. Lạ thế nhở? Chả thế thì sao? À, chắc là không phải bim bim đâu. Nhìn như này, bim bim gì, vỏ bên ngoài lại bằng nhôm. Đây à, đây là bim bim xịn đấy. Hàng Nga nhìn mấy cái chữ này đi, có biết chữ này là chữ gì không? Ui, chữ của Thái Lan. Bim bim à, nhập khẩu từ Thái Lan. Anh đố Hàng Nga mua được à? Ở Việt Nam à, có bim bim này đây. Bim bim, bim, bim này em chưa ăn bao giờ cả. Ui, thử bóc ra xem nào. Ui, thấy chưa? Ua. Bim bim xịn chưa? Ui. Thơm mùi tôm lắm anh Thắng ơi. Quá là thơm luôn. Lần đầu tiên em được ăn bim bim mà bên vỏ ngoài của nó xịn như thế này đấy. Chả thế thì sao, ví dụ mà ăn hết bim bim này rồi ấy, thì cái vỏ này còn bán sắt vụn được ấy, hay là còn để dành đựng cái gì linh tinh được cơ. Cái vỏ kia còn đắt hơn cả tiền bim bim ấy. Nhưng mà bim bim cũng ngon lắm anh Thắng ạ. Đúng là bim bim Thái Lan ăn khác hẳn Việt Nam nhỉ. Đúng rồi. Ăn nó không cay mấy.
cái chai bóng khổng lồ á, đợt trước là anh cũng mua rồi, nhưng mà bây giờ anh thấy nó cũng hot ở trên TikTok với cả khổng lồ nữa. Thôi anh mua lại, nó to cả đẹp như này, đến cái bạn voi còn thích luôn. Nè, bạn voi có đứng ở đây xin này, để bạn voi có lấy không? Này đấy, ôm đấy, voi ôm đấy. Này đây, voi ôm đấy. Okay, xin. Cho bọn voi cái chai bóng khổng lồ rồi thì anh sẽ cho các bạn xem. Anh thắng mua bánh mì gì mà bé xíu như thế này. Nó bé nhưng mà nó cực kỳ là hot luôn. Mấy bạn có nhớ đợt trước là hot cái bánh mì 1000 lớp không? Thì ui, đây. Thế đây là bánh mì ngàn lớp anh thắng. 100 lớp thôi. Thế thì phải bóc ra luôn. Ui, thơm thế nhở. Không phải cứ bóc ra mà cho vào mồm đâu. Hàng Nga phải nhìn anh biểu diễn nha. Bánh này chủ yếu là mua về để test cái đôi bàn tay chứ không phải ăn. Nhìn này, đầu này mới đúng. Bây giờ phải bóc ra 100 lớp thì mới gọi là cao thủ. Đấy. Ui, ôi giời ơi. Ôi, anh bóc ra 2 lớp 1 thôi. Khó đấy nhỉ. Không được đâu. Hình như là ngược sao ấy. Đây. Không được đâu. Đấy. Tại vì cái bánh này nó bé quá. Đấy. Đó. Này, của em đây này. Bóc khó lắm nha. Đây, kiểu mỗi một lớp là người ta sẽ quyết cả phô mai. Đây, chỉ bóc được chắc là 10 lớp là kịch kim rồi. Chắc là người ta chỉ đặt tên như thế để cho hot thôi. Chứ anh bóc được ra 10 lớp là lát hết cái bánh rồi. Đúng rồi, cứ thế cho vào mồm ăn là nhanh nhất. Chờ từ nãy giờ chắc là chín đấy. Ui, hình như chưa chín hay sao ấy. Chín rồi anh Thắng ạ. Ui, nhưng mà mùi cay quá. Ui, chưa chín rồi, nhìn như kiểu là mì bún khô ấy. Ui, chín rồi đây, nó là bún mà. Ui, đấy, đây có cả là gì đây nhỉ? Măng nhỉ? Ừ, măng hay là váng đậu ấy. Đấy, xem nào, chắc chắn là chưa chín rồi. Chín rồi, bởi vì nó là bún mà. Nhưng mà em ngửi mùi thấy cay lắm. Anh Thắng ăn có thấy cay không? Nhưng mà không ngon Thắng ạ. Không ăn ngon, anh ăn nhiều ấy. Rõ ràng là miến mà bây giờ ăn thành bún khô. Này, cho hàng Nga nha. Bánh vừa ngon lại còn hot nữa. Ui, bánh này là bánh gì đấy anh Thắng? Toàn là màu vàng luôn. Bánh này, bánh là bánh nhân phô mai. Ui, cũng không biết được tại đấy. Nhà nó toàn tên Trung Quốc mà thôi. Thế thì em sẽ bóc ra xem nào. Ui, khiếp, hàng Nga bóc như thế à? Hỏng hết. Wow, bánh này chắc ngon đấy. Ui, có mấy cái. Khiếp, bạn voi thèm quá cái nhìn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ừ. Vậy, bánh này là của người lớn ăn được thôi, vẫn đi ra đi. Hộp bánh này có 6 chiếc luôn. Thấy chưa, bạn hàng ngày không cho bạn voi mắng gì cả. Đây, cho bạn voi một cái. Bạn voi cầm đấy. Xin. Hộp bánh này ngon. Thấy đấy. Còn có cầm voi luôn đấy. Ruốc nha, ruốc. Bên này có ruốc. Hàng ngày sẽ bên trong còn con nhân kiểu nó chảy ra luôn ấy. Ui, anh Thắng cầm cho cái vỏ á. Này, hàng ngày sẽ đi. Thấy chưa. Hình như nhân khoai lang sao nhỉ? Nhân khoai môn chứ không phải là khoai lang. Anh mua bánh này chỉ có ngon thôi. Ngon đấy Thắng ạ. Ui. Bánh bông lan. Bánh bông lan nhân khoai môn, cái nhân nó ngon nhỉ? Bên ngoài còn có ruốc nữa. Đúng rồi, bánh này ngon đấy Thắng. Anh mua toàn bánh xịn của khác. Anh săn được gói bim bim mèo khổng lồ to bằng cá cho bạn voi luôn. Ê, cho bạn voi. Đặt nó xuống đất mà cao gần bạn voi rồi. Bạn voi thấy ngạc nhiên không? Bạn voi thấy ngạc nhiên này chứ còn nó ôm đi. Đấy. Bạn voi nói à? Thấy chưa? Bạn voi wow, to quá. Ôi. Nhưng mà bạn voi không ăn được đâu. Anh đoán chắc chắn ở bên trong túi bim bim mèo khổng lồ này thì sẽ có rất là nhiều những gói bim bim con ở bên trong nữa. Sẽ đồ đấy không đây? Đây, đây. Đấy. Ui. Ui. Nhìn này. Ui. Mỗi một gói bim bim thì sẽ là một hình khác nhau nha. Ui. Đây là màu hồng. Ui, nhiều loại lắm. Ui, đây có cả một dây luôn. Ồ, một dây màu xanh ngọc luôn này. Ui, có cả màu đen như này. Anh Thắng ơi, nhìn này. Bim bim gì lại có cả bim bim dưa chuột này. Ui, nhìn này. Lần đầu tiên anh nhìn thấy luôn. Một túi đã khổng lồ rồi mà bên trong còn có cái túi rất là to nữa cơ. Ui, nhiều thế này cơ mà. Thế này, một gói bim bim mèo khổng lồ này phải cho cả lớp ăn luôn ấy. Anh Thắng ơi, vẫn còn một loại màu xanh, một loại màu đỏ nữa này. Ui, nhỉ? Thêm cả loại màu xanh ra trời luôn. Đây này. Hai gói này là to nhất luôn. Thì anh lấy rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nha. 14, 15, 16, 17, 18. Ui.
một gói bim bim khổng lồ ở bên trong có tận 18 gói bim bim nhỏ nữa cơ. Em sẽ thử gói bim bim làm từ dưa chuột trước. Ui. Ui, thơm mùi dưa chuột. Ui, nhưng mà có mỗi mấy cái. Mỗi mấy cái bỏ đi to anh nhỉ. Có mùi vị dưa chuột thật này. Anh sẽ ăn thử bim bim màu đen xì này nha. Bim bim này chắc là có toàn là vừng thôi. Ui giời ơi, vỏ thì to nhưng mà bên trong cũng được mấy cái bộ à. Lại còn giống nữa. Nhưng mà ăn ngon nhá. Đây anh Thắng ăn thử của em nhá, có mùi vị dưa chuột luôn. Có vị dưa chuột kiểu như dưa chuột tươi nhỉ. Giống đấy. Ôi, nhiều thế này á, ăn không hết đâu. Anh phải cho hết vào cái túi to à. Ăn dần dần, chắc là ăn một năm thì hết đấy. Đúng rồi, cất đi phải để ăn cái ác.